Hello, xin chào tất cả các bác. Và hiện tại thì em đang ở xưởng sản xuất những cái chiếc tủ áo vô cùng là đẹp và hiện đại các bác ạ. Và ngày hôm nay thì cũng đang dựng xong hai chiếc tủ áo làm từ chất liệu là gỗ hương đá, và toàn bộ sản phẩm đây là hàng đục tay các bác nhé. Hai chiếc tủ áo này đây là hai mẫu Louis Hoàng gia với mang cái phong cách tân cổ điển. Và đối với cái sản phẩm này thì các bác có thể xem cũng như ở trên video, em đã làm xong phần mộc và chuẩn bị xong cái phần tầng trên rồi. Và cũng muốn quay lại cái video để cho các bác trên sóng mà cũng như là mọi người cùng chiêm ngưỡng và ngắm nhìn về sản phẩm này. Đấy, đầu tiên đây là một chiếc tủ áo em đang làm, đó chính là hai buồng và bốn cánh. Đấy, với cái sản phẩm thì thật sự chúng ta nhìn trên màn hình đây. Đấy, làm một cái tiêu chí hàng dày, hàng VIP, hàng đặt. Đấy, và các bác nào mà muốn chơi những cái sản phẩm hàng kỹ, hàng chất lượng thì có thể là liên hệ với cơ sở em. Đấy, với toàn bộ sản phẩm đây là cái khung cánh này dày lên tới là 5 phân. Đấy, khung cánh dày là 5 phân động các bác nhé. Và những cái phần ván cánh dày là 4 phân, được đục những cái họa tiết là hoa lá tây và những cái bông hoa hồng đây. Với hoa hồng thì tượng trưng cho cái sự hạnh phúc, cái sự tình yêu, cái sự phu thê viên mãn các bác ạ. Và toàn bộ sản phẩm đây là hàng chất liệu gỗ hương đá và em đang để trần xi mộc. Đấy, chưa qua trà lu hay là sửa nguội gì. Đấy, và các bác có thể xem là những cái đường vân gỗ đây hay là sản phẩm màu rất là đều và toàn bộ là không dính rác và không pha tạp. Đấy, và các bác nhìn xem đây, đấy bốn cánh sẽ có hai phần bên trong. Và đây các bác đi sâu vào xong em. Và toàn bộ sản phẩm đây ở bên trên thì sẽ có là một dây treo để cũng như là chúng ta có thể treo những cái quần áo và những cái đồ của chúng ta. Và toàn bộ phần bên trong này, từ những cái phần ván này em đều được soi huỳnh lồng ván hết, và những cái mộng ghép rất là bén. Đấy, toàn bộ phần hồi đây rất là dày và hàng kết cấu mộng hết các bác nhé. Đấy, và sản phẩm này thì thật sự khi mà chúng ta có những cái không gian phòng ngủ tân cổ điển hiện đại thì kê những cái sản phẩm này vào vô cùng đẹp. Và đây có những cái khóa này, em dùng là khóa biệt đẹp. Đấy, bản lề thì toàn bộ là bản lề đồng xịn. Đấy, bản lề đồng xịn. Về những cái phần bên dưới đây các bác có thể cùng chiêm ngưỡng đây. Đấy, những cái phần chân đây em làm bản chân rất là to và toàn bộ được đục những cái họa tiết hoa hồng hay những cái phần bệ yếm làm vanh cong toàn bộ, và các bác có thể xem đây. Đấy, bệ yếm làm rất là dày các bác nhé. Với cái sản phẩm này thì chúng ta mà có những cái điều kiện hay là chúng ta muốn chơi những cái sản phẩm hàng kỹ, hàng đẹp, hàng chất lượng thì các bác có thể liên hệ với cơ sở em. Đấy, với cái sản phẩm này thì giá nó so hơn với những cái sản phẩm đục máy trên thị trường, giá nó cũng khá là cao. Đấy, và các bác nào mà cùng chiêm ngưỡng đấy, ngày hôm nay thì cũng như là đang dựng xong hai chiếc tủ đấy, và các bác xem đây. Đấy, toàn bộ vân cánh thì chọn tuyển, và cũng như cái khung cánh từ những cái phần bên cơ sở em làm những cái thang đôi ghép rất là bén và toàn bộ rất là đẹp các bác ạ. Đấy, và đây là một sản phẩm hàng tiêu chuẩn, hàng kỹ, hàng cũng như là làm cho các bác để phục vụ những cái các bác có những cái độ kỹ tính hay là các bác khó tính nhất thì vẫn có thể là nhìn những cái sản phẩm này thôi là đã thấy đê mê rồi. Đấy, và đây là hai chiếc tủ áo hoa hồng, đấy, mẫu sản phẩm Louis Hoàng gia và sản phẩm làm theo tiêu chuẩn hàng VIP. Và các bác nào đang quan tâm hay là muốn tư vấn về những cái sản phẩm chiếc tủ áo hay những cái nội thất phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn thì có thể liên hệ với cơ sở em. Và cảm ơn các bác cùng em dành ra ít phút xem hết video clip này. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.